Vâng, xin chào bác đến với kênh Chia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu Touring của thương hiệu Gian, khá nổi tiếng rồi. Không còn gì xa lạ đối với bác những dòng xe đạp dòng của thương hiệu Gian trên toàn thế giới. Và đây là một mẫu Touring khá là cơ bản của dòng xe FCR 3001. Đây là mẫu model đời mới, mới được trang bị bộ phanh đĩa so với mẫu phiên bản cũ là phanh V. Và lần này vẫn là cái tông màu xanh tím than với xanh nước biển. Tổng thể xe đánh giá còn rất là đẹp với trên 90% xe. Đây là một mẫu tô định khá là cơ bản của những dòng xe đạp xe thể thao, dành cho những bác xe đường phố nhẹ nhàng, dành cho mọi lứa tuổi đều có thể đi được. Và lần này em về một chiếc size M, dành cho các bác trên 1m65. Vâng, xe có tông màu tổng thể là màu xanh nữa nhé, màu xanh tím than, xanh biển, hơi ngà ngà biển, với nước sơn rất là sáng và bóng. Đây, đây là một mẫu Touring khá là phổ thông của dòng Gian FCR 3001. Cái tổng thể cái màu sơn rất là đẹp đó nhá. Tuy có một vài vết sức nhỏ, li ti, sức răm lông mèo thôi trên khung xe, nhưng mà tổng thể xe là không thể nhìn rõ được, đây không nhìn rõ sức lông mèo. Tổng thể xe đánh giá là 90% còn rất là đẹp xe. Rất sáng và bóng. Xe cũng là rất là giữ gìn nhá. Rất là ít sử dụng và giữ gìn đấy các bác, phải nhìn cái bộ xích clip lên. Còn bên dưới em thì cũng để nguyên bản theo cái chống va đập xích của xe, của xe Gian. Xe là từ hợp kim nhôm alloy X, vẫn là kim nhôm siêu nhẹ của dòng chính hãng đặc quyền của Gian, với tông màu xanh nước biển khá là phù hợp với các bác đi, dành cho mọi lứa tuổi đều đi được các nhá. Màu xanh rất là dễ phối màu. Vâng, cổ phốt ghi đông chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe. Đây là Gian chính hãng, nguyên bản theo xe. Sử dụng với cấu hình Manzo 8 tầng lip chính hãng của dòng xe Gian FCR 3100. Cụm phanh đĩa đằng trước, ghi đông và cọc cũng ở trang Gian nữa nhá. Bên tay phải em cũng sử dụng 2 tầng đĩa của Manzo, nguyên bản theo xe. Tay lắm cao su chính hãng của Gian. Càng xe còn rất là bóng và sáng của chính hãng nguyên bản trong xe của Gian. Meyer Gian nguyên bản chính hãng theo xe. Vành nhôm của Gian chính hãng bản trong xe, vành đĩa cũng nhá, vành một, vành đổ và vành đĩa đây, giúp cho lực chắn gió của xe cũng rất là tốt so với những cái dòng xe Touring. Chính hãng bản trong xe vành của Gian. Kích thước lốp là 700 x 32 cm. Kích thước lốp khá cơ bản của dòng Touring, lốp 700 x 32 cm. Lốp còn vẫn rất là mới không nhá. Đây là những đường rãnh của lốp cũng còn đây, cũng rất là nguyên bản cho xe hết. Hộp yên chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe, yên Gian. Đấy, sử dụng lớp cao su đúc rất là chắc chắn và bền, yên của Gian.
nguyên bản đâu nhá. Đùi đĩa còn rất là mới. Xe có kích thước ở size M không nhá. Thế là các bác cao từ trên 1m65 đến trên 1m7. Đây là một dòng tua đinh hôm nay em về với size M, phù hợp với bác cao trên 1m65. Đằng sau xe sử dụng với cấu hình Shimano Thule TX. Chính hãng của bản thân xe. Xích lip của Shimano. Chính hãng của bản thân xe. Rất là ít sử dụng nhưng mà là các bộ xích lip vẫn còn nguyên. Bên trong cái miếng chắn nhựa của lip ấy vẫn còn trong suốt nữa nhá. Đằng sau sử dụng với cặp Mayer Gian chính hãng của bản thân xe. Vành đĩa hay là vành đổ của Gian nguyên bản, còn rất là mới luôn. Lốp sau cũng sử dụng kích thước lốp 700, lốp cam da 700 x 32 c. Và chiều cao đứng của size là, em đo cho đứng của size xe đây. Vâng, chiều cao size đứng của khung xe là size 48. Thì có khoảng trường 65 bác nhá. Bây giờ em xin đi vào tổng thể hoạt động của xe. Xe được sử dụng với 8 tầng lip Shimano, chính hãng với bản thân xe. Lên lip. Xích lip còn rất là mới bác nhá, xuống lip. Rất là trơn thu và mượt mà. Đây là một mẫu tô đinh rất là cơ bản, dành phù hợp cho bác mọi lứa tuổi các bác. Đi thật thể thao nhẹ nhàng, cơ bản, xuống đĩa. Rất là dễ sử dụng các bác nhá. Lên đĩa. Và rất bon và mượt mà và không hề có mỗi chi tiết nhỏ nào cả. Tổng thể xe công hình xe dòng Gian, mẫu model đời mới với cái bộ phanh đĩa FCR 3100, nâng cấp hơn cái phiên bản cũ là dòng phanh V. Và tổng thể xe đánh giá là tầm 90% xe còn rất là đẹp các bác nhá. Vòng xe đã rất tốt bên em là 6,1 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943 hoặc là link YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.